chấp chơi đang vây quanh, đôi khi ta vô vọng lấp kín lối thoát, bao ưu tư đang bùa vây trong lòng. Khi mây đen răng đang cuộn dâng trong phong ba muôn, lời yêu cũng tan thành mưa. Trái đất vẫn cứ như con quay không ngừng xoay theo vòng, tiếc nuối cũng thế qua đi mau, chẳng còn vương trong lòng. Khi ta yêu nhau trao lời yêu qua đôi môi, nhưng lại cách xa nhau muôn trùng. Khi ta sinh ra mang hình dung như thiêu thân, ta vượt qua phong ba bão buồn. Nhìn về quá khứ nhặt tìm ký ức, chập trùng khuất lớp ngập đầy nỗi nhớ, hình hài u mê tan trong khoảnh khắc hoàn ca. Nhìn vào tương lai rồi lại phôi thai, từng đợt sóng vỗ đời người hư vô, điệp trùng bao la ta gieo mầm sống trong ta. Mạch ngầm cứ thế tuôn ra như dòng thác oai hùng, ngược chiều bão tố gian truân, con người vẫn vây vùng. Hòa cùng tiếng gió cầu vòng sẽ đến để cho mưa sông tan mau. Bầu trời lấp lánh trong xanh ôm chầm lấy muôn loài, tình người vẫn thế bao dung, nhưng người vẫn miệt mài yêu nhau, miệt mài thương. Đây, anh cứ bình tĩnh, em sẽ lấy ghế cho thần tượng của em ngồi. Thực sự mời là anh cứ ngồi ạ. Đúng chất của Tùng Dương đúng không Lưu? Vâng ạ. Và da ra diết quằn quại. Không, không phải quằn quại anh ạ, mà gọi là da diết mãnh liệt, một cái khát vọng sống, một cái khát vọng yêu. Nói chung là bài hát vừa rồi lần đầu nghe thôi nhưng mà cảm giác nó đã chạm tới trái tim và những cái dòng suy nghĩ của mình rồi. Và đó chính là món quà đầu tiên mà anh Tùng Dương mang đến cho quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Nhưng mà bài này thì dường như là chị Linh vừa nói, nghe nó khá là lạ đúng không ạ? Đúng. Chắc là thật rock, một là nguồn năng lượng từ rock rất là mạnh mẽ. Đây là rock symphony thì nó cũng là cần một cái dàn nhạc rất lớn, cả dàn giao hưởng lẫn phần nhạc band của nhưng mình. Mà cái bài này thì dường như là chúng ta chưa được nghe bao giờ. Không biết là bật mí thêm về cái chính bài là món này. Quà mà Tùng Dương gửi tặng cho tất cả quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng, đó chính là một bài hát mà nhạc và lời bởi Tùng Dương. Wow, tức là trong vai trò nhạc sĩ đúng không? Anh Dương trong vai trò mới là nhạc sĩ. Tân nhạc sĩ à? Tân nhạc sĩ. Dương nghĩ là thôi mình sáng tác để dung dưỡng cái niềm đam mê âm nhạc của mình, làm sao mà mình tiếng hát của mình ngày một hay và trau chuốt và hoàn thiện hơn, chứ không phải sáng tác để biến mình thành một nhạc sĩ. Tuy nhiên thì nếu mà hay mà công chúng đón nhận trong chương trình live show sắp tới thì Dương sẽ trình bày bài hát này. Đây là một cái điều đặc biệt mà từ trước giờ ấy, Dương toàn hát những cái tâm tư tình cảm của người khác. Bao nhiêu năm rồi là hát tôn vinh các nhạc sĩ và các nhạc sĩ gửi gắm tin tưởng cho mình những đứa con tinh thần của họ. Thì lần này Dương được là chính chủ thể của chính mình khi mà hát một bài hát nhìn lại quãng đường 20 năm làm nghệ thuật của mình. Bài này tên là gì hả anh? Bài hát là Gieo Mầm. Gieo Mầm. Như là một buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta cần phải refresh chính bản thân mình, cần phải cuộc đời luôn luôn là có lẽ là tuổi tác nó không quan trọng, mà quan trọng nhất là chúng ta luôn luôn ươm cái mầm sống, gieo chính mầm, những cái mầm sống tích cực nhất cho chúng ta, để chúng ta luôn luôn nhiều năng lượng và cống hiến những cái hoài bão của mình, cống hiến nhiều hơn nữa cho cuộc đời. Hay quá. Quá là vinh dự cho Hoàng Linh và Công Lưu, chúng ta là những khán giả đầu tiên được nghe bài này, gọi là bài này xuất hiện lần đầu tiên ở trên Cà Phê Sáng luôn. Chính xác là món quà đấy ạ. Vâng, khả năng sáng tác của nhạc sĩ, tân nhạc sĩ Tùng Dương đến đâu thì thôi quý vị khán giả tự đánh giá. Thế nhưng mà để mà nói về tiếng hát, khen anh Tùng Dương hát hay thì đúng là gọi là thêu hoa lên gấm rồi. Bởi vì anh cũng biết đấy ạ, công chúng yêu nhạc, những người yêu mến anh rồi cả giới chuyên môn nữa vẫn dùng một cái cụm từ, một cái danh xưng để mà tôn vinh cái sự nghiệp âm nhạc của anh, đó là Divo. Thưa quý vị, Divo là để ca ngợi những giọng opera nam rất là mượt mà, rất là tuyệt vời. Và cái giọng hát đó nó có sức lay động
công chúng, rồi giọng hát đó, sự nghiệp của người ca sĩ đó, vâng ạ, truyền cảm hứng và có tác động đến âm nhạc trong nước cũng như quốc tế. Anh Dương cảm thấy như thế nào khi mà được mọi người gọi là đi vô Tùng Dương? Dương nghĩ bất cứ một giải thưởng hay là một cái danh hiệu nào mà khán giả hay giới chuyên môn để tặng cho nghệ sĩ thì cũng là một cái món quà rất ý nghĩa, một phần thưởng, một cái sự khích lệ, ghi nhận cái năng lực sáng tạo của mỗi người nghệ sĩ. Tuy nhiên thì từ trước giờ 20 năm ca hát rồi thì Dương chưa bao giờ thực hiện mà làm nghệ thuật mà theo cái tiêu chí là phải phấn đấu vì danh hiệu cả. Bởi vì những cái tên gọi hay là những cái mỹ từ gì đấy mà mọi người đặt cho thì Dương cảm thấy rất là cảm ơn, rất là trân trọng nếu như mọi người ưu ái tặng cho mình như vậy, tặng thưởng cho mình như vậy, nhưng mà vẫn luôn luôn tỉnh táo và biết mình ở đâu và luôn luôn quan trọng nhất là vẫn rất là không ngừng nỗ lực cống hiến sáng tạo, cứ âm thầm bền bỉ theo thời gian. Thì Dương nghĩ rằng là cái sự bền bỉ theo thời gian và cái chất lượng mà mình sáng tạo nó quan trọng hơn là mọi người gọi tên mình là gì. Vậy quá trình bền bỉ đó đã 20 năm rồi đó. Để kỷ niệm cái sự đặc biệt đó thì sắp tới đây chúng ta sẽ có một cái live show âm nhạc đúng không anh Tùng Dương? Cho một tuần nữa cho đấy ạ. Một tuần nữa thôi. 20 năm một cột bốc thì nó cũng không phải quá dài với một người nghệ sĩ. Tuy nhiên thì nó cũng đủ để cho thấy một người nghệ sĩ có những cái bước tiến, những cái bước thay đổi và hoàn thiện chính bản thân mình bằng những cái trải nghiệm nhất định và cũng có những cái vui buồn trong âm nhạc mà đã trải qua. Nhưng mà đối với Tùng Dương thì tan trong khoảnh khắc hoan ca, những bài hát như vậy thì bạn sẽ thấy rằng bất cứ một bài hát nào mà Tùng Dương hát sẽ luôn luôn mang cái dấu hiệu tích cực và những tinh thần hoan ca nhất, chứ không có bi lụy trong đó. Anh Dương và chị Linh biết không, ngày xưa khi mà hồi em còn bé xíu, em học lớp 6, không, 2 tuổi, 2 tuổi là chưa nghe được. Lớp 6 là nghe được một cái bài hát là Con Cò của anh Dương trong bài hát Việt và cứ ngân nga mãi theo thôi. Và lúc đó bây giờ thấm thoát là bé bé đấy. 12 năm rồi và bây giờ thì lại được gặp nghệ sĩ thần tượng của mình bằng xương bằng thịt tại đây. Cảm giác là lưng khó tả lắm quý vị ạ. Nói đến đoạn này là tôi biết là Công Lưu muốn xin vé rồi. Vâng, nếu mà có vé tốt quá. Không, bây giờ chỉ còn một cặp dẫn thôi ạ. Một cặp đồng nghiệp. Thôi, mỗi người một ngồi một nơi nhé. Một nơi. Bây giờ chỉ còn vé mỗi người thế là tức là mua một tặng một đúng không anh? Thôi không sao, em sẽ đi với người nhà của em và Lưu sẽ đi với người nhà. Có vé nghe anh Dương hát là được rồi. Tức là hai bạn có hai người riêng. Sắp tới là chúng ta sẽ có live show 20 năm âm nhạc của anh Tùng Dương. Thông thường là với những các người nghệ sĩ họ chẳng trình diễn trong cái show ca nhạc của mình sẽ là những bản hit của mình, những bài hát tên tuổi gắn liền với khán giả. Nhưng với anh Dương thì có điều gì mới chăng? Bởi vì là những nghệ sĩ, đặc biệt là anh Dương, chúng ta luôn luôn biết rằng là sẽ có cái sự sáng tạo không ngừng. Ekip của Tùng Dương thì với Tùng Dương thì luôn luôn là bảo nhau rằng là những cái dự án âm nhạc sau lại phải hoàn thiện hơn những cái live show hay là những dự án âm nhạc trước. Thế thì mỗi một live show thì chúng tôi sẽ luôn luôn có những yếu tố mới. Năm nay thì kỷ niệm 20 năm ca hát thì đương nhiên là cũng không thể thiếu những bài hit mà Tùng Dương hát như Ôi Quê Tôi, Quê Nhà, Mưa Bay Thắp Cổ, Mẹ Tôi, rồi Con Cò, rồi Chiếc Khăn Piêu. Nhưng mà đương nhiên là được làm mới lại với bàn tay hòa âm của nhạc sĩ trẻ, nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hữu Vượng, một trong những người đắt show nhất ở Bắc Bộ, nhà sản xuất hiện nay. Và Dương tin tưởng người chọn anh ấy vì bạn ấy cũng là một cái người rất là giàu năng lượng. Và những cái bài hát, tác phẩm mà Vượng phối lại ấy, thì nó rất là, nghe nó rất là đầy đặn và đầy năng lượng. Vâng. Thế còn về dàn dựng này, rồi biểu diễn, rồi là các nghệ sĩ khách mời thì có gì để cho công chúng trong live show này? Vâng. Ngoài việc dàn dựng một concept do chính Tùng Dương viết ra thì kịch bản ra thì trước đây nhờ viết về kịch bản của mình, viết về bản thân mình thì một cái điều rất là dễ nhất. Và ghi dấu trong lòng công chúng 20 năm những cái kỷ niệm vui buồn thì sẽ gồm có 4 chương đại diện cho 4 cái màu sắc âm nhạc mà Tùng Dương vẫn luôn luôn theo đuổi. 4 chương tổng cộng bao nhiêu bài hát ạ? Sẽ có khoảng gần 30 bài hát. Ồ, tức là nhiều nhất trong số. Đúng rồi. Từ trước cái giờ. Từ trước giờ thì chỉ 25 bài đổ lại thôi, nhưng mà thôi lần này cho khán giả no một chút. Bởi vì là 30 bài hát còn không đủ. Còn không đủ cho Tùng Dương gọi là thêm rất nhiều, còn thiếu rất là nhiều những bài hát quan trọng nữa. Nhưng mà thôi, vì thời lượng 30 bài hát thì Dương nghĩ là cũng là hợp lý rồi. Vâng, anh nói về 4 chương đi ạ. Chương thứ nhất là Thời Thơ Ấu thì dẫn quý vị khán giả về những cái quãng thời thơ ấu rất là đẹp, khi Tùng Dương sống xa bố mẹ và thỉnh thoảng được đi thăm bố mẹ ở Moscow thì được hội đoàn tụ với bố mẹ.
Và có một ca khúc đầu tiên mà Dương đã hát để chiên khán giả kiều bào nước ngoài chính là Em ơi Hà Nội phố của cố nhạc sĩ Phú Quang. 12 tuổi thôi nhưng mà đã hát bài hát người lớn rồi và làm cho rất nhiều những khán giả dưới xúc động và rơi nước mắt. Đấy là một trong những bài hát rất là quan trọng. Và sau đó là trong cái quãng thời gian của Tùng Dương có rất là nhiều những bài hát đã Dương đã học từ bố hoặc Dương nghe từ đài phát thanh và Dương đã được đứng trên sân khấu hát, hay là tác phẩm Em nghĩ gì khi mùa xuân đến của cố nhạc sĩ Trần Hoàn, đã từng ông trẻ của Tùng Dương đã từng dạy cho Tùng Dương khi mà ông hướng Tùng Dương vào nhạc viện học. Đấy, đấy là chương đầu tiên ạ. Đấy là chương đầu tiên. Chương thứ hai là Sao Mai Điểm Hẹn và Dân Gian Đương Đại. Đây là cột mốc, đúng rồi, rất là quan trọng. Khi mà quán quân Sao Mai Điểm Hẹn và chọn dòng nhạc Dân Gian Đương Đại và những tác phẩm nhạc sĩ Lê Minh Sơn hồi đó như Ôi Quê Tôi hay Chạy Trốn hay rất là nhiều những bài hát Đá Trông Chồng thì đều sẽ nằm ở cái phần này. Chương 3. Chương 3 thì sẽ là những bài hát thanh xuân. Dương có thời gian, cái khoảng thời gian yêu đương răng răng dịu mập mờ. Một vài mối tình. Đâu, đúng không? Thì là những bài hát nó sẽ trẻ trung và nhạc trẻ. Nhạc trẻ, anh Dương hát những cái bài gần đây thì anh Dương cũng rất được các bạn trẻ yêu mến bởi cover lại những cái bản mà có những bản còn hay hơn cả bản gốc luôn đấy nhá. Vâng. Thì vậy thì là đương nhiên rồi thì vẫn sẽ có một vài bài hát mà dân cover và được hòa âm lại mới. Đấy, nghe thấy luôn rồi đây này. Ngày chưa dông bão đây này. Già diết, khắc khoải và nhiều cảm xúc. Anh chia sẻ tiếp về cái và chương bài cuối hát cùng đó. Thì sẽ là một Tùng Dương của giao thoa và hệ đương đại, tức là những cái gì nó đúng là Tùng Dương nhất, với phần âm nhạc tiếp nối của album dự án Human và một vài bài hát mới, trong đó có gieo mầm người Dương đã viết. Và những cái sáng tác của anh Dương mang đến cho quý vị khán giả trong một cái vai trò mới, đó là nhạc sĩ đúng không ạ? Vẫn biết là không hỏi tuổi, nhất là tuổi tâm hồn của nghệ sĩ, nhưng mà vẫn hỏi anh Tùng Dương một câu là anh có hình dung đến năm mà live show 50 năm ca hát của Tùng Dương thì lúc đó anh hình dung chắc Tùng là Dương trong nghệ thuật thế nào? Ăn mặc vẫn rất lồng lộn đấy. Rất đẹp, rất là bling cá tính đúng không ạ? Và vẫn rất là đầy năng lượng. Nếu như mà lúc đấy mà trời mà vẫn cho mình cái sức khỏe và rèn luyện như này, một tuần tập gym 5 buổi như này và vẫn hăng say và yêu nghề đam mê như này thì chắc chắn không có lý do gì 50 năm ca, 60 năm ca hát vẫn tổ chức và vẫn miệt mài gieo mầm vẫn mong. Lúc đó là anh Dương vẫn nhớ đến công lưu Hoàng Linh để tặng cho hai cái vé đến xem live show của lúc anh. Đó hơi lâu, cứ một câu chuyện của một tuần sau đấy anh nhá. 50 năm thì 50 năm tức là 30 năm nữa nhỉ. Vâng. 50 năm ca hát thì hai bạn bao nhiêu nhỉ? Bọn em vẫn đủ sức, kể cả chống gậy đi xem live show của anh cũng vẫn được. Anh yên tâm là như thế. Rất là cảm ơn anh Tùng Dương đã đến với Cà Phê Sáng vào một ngày mới mang tới rất là nhiều những cái niềm đam mê, tình yêu dành cho nghệ thuật, cho âm nhạc và cả những cái tác phẩm âm nhạc rất là tuyệt vời. Những ai yêu mến ca sĩ Tùng Dương thì hãy nhớ live show của anh ấy ngày 25 tháng 11 tới quý vị nhé. Còn công Lưu Hoàng Linh đương nhiên sẽ nhớ câu chuyện cặp vé của chúng ta rồi. Vâng, chắc chắn. Cảm ơn sau anh. Chương trình là phải liên hệ anh Dương. Và thưa quý vị, bây giờ đây